Sông Trà là địa danh thuộc địa phận của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, xã nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Đây cũng là vùng đất nơi tôi được sinh ra và lớn lên, nơi dạy cho tôi biết bao niềm yêu mến, tự hào vì những con người kiên trung, bất khuất. Nơi có dòng sông Tranh hiền hòa, êm ả, nơi có di tích lịch sử khu ủy khu 5 là căn cứ cuối cùng của khu ủy và bộ tư lệnh quân khu 5 trong những năm 1973-1975. Cũng ở nơi đây, có một ngôi trường đã dạy cho tôi biết về tình yêu quê hương, gia đình, bạn bè, thầy cô của mình. Đó là trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, ngôi trường được vinh dự mang tên của người thiếu niên dũng cảm của vùng quê Thanh Hóa, đã lấy thân mình che chắn cho hai em nhỏ trong một trận càn quét của đế quốc Mỹ vào năm 1956. Và cũng chính nơi đây dạy cho tôi những điều mà có đi bao xa, có khôn lớn thế nào, thì đây mãi là ngôi nhà thứ hai, nơi nuôi dưỡng ước mơ được làm cô giáo của tôi trở thành hiện thực. Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc ra đời những năm cuối thế kỷ 20, tiền thân là trường cấp 1 Phước Trà, nằm ở vị trí trung tâm của xã Phước Trà, nay là xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Trường được thành lập vào năm 1987 với quy mô 6 lớp và 14 giáo viên, gần 150 học sinh. Từ đây, ngôi trường đã đón nhận những học sinh tuy còn nhiều khó khăn nhưng lại có ý chí vươn lên đi tìm con chữ. Với bao khó khăn vất vả, thiếu thốn, nhưng bù lại ở mái trường này, chúng tôi luôn nhận được tình yêu nghề, mến trẻ của thầy cô thời ấy. Đã trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, được thành lập vào những năm tháng đầy khó khăn, gian khổ, trường đã khắc phục được thiếu thốn của một trường thuộc xã vùng cao để vươn lên, khẳng định vai trò của mình trong ngành giáo dục và đào tạo của huyện nhà. Cùng với đất nước đang trên đà đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhà trường đã không ngừng đổi mới. Cho tới ngày hôm nay, khi quê hương sông Trà đang phát triển từng ngày, thì hệ thống giáo dục của xã nhà nói chung và trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc nói riêng cũng đang từng ngày đổi thay. Nhà trường đang dần xây dựng cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, trang thiết bị dạy học. Từ quy mô trường lớp ít ỏi, đến nay nhà trường đã có 15 lớp. Các phòng học đều được trang bị đầy đủ các thiết bị dạy học như TV phục vụ cho chương trình giáo dục và đào tạo mới, ánh sáng, độ thoáng mát trong các phòng học đảm bảo. Các thiết bị bộ môn luôn được nhà trường quan tâm đúng mực như phòng tin học, tiếng Anh. Đội ngũ nhà trường hiện nay đã có 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Các thế hệ thầy cô giáo và các em học sinh luôn vượt khó vươn lên, thi đua dạy tốt, học tốt. Các thầy cô giáo luôn trau dồi, giữ gìn và phát huy phẩm chất, lối sống, năng lực chuyên môn, để lại những hình ảnh ấn tượng sâu sắc trong thế hệ học trò. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã và đang tự khẳng định vị thế của mình thông qua các danh hiệu thi đua. Nhiều năm liền, trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua năm 2016-2017, được Bộ Giáo dục tặng bằng khen năm 2021-2022. Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2017. Đối với công đoàn trường, luôn đạt công đoàn xuất sắc. Tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn là liên đội xuất sắc trong nhiều năm qua. Có được thành tích ấy, không thể không kể đến sự đóng góp của các thầy cô giáo trong nhà trường. Trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cô Trịnh Thị Sương đã vinh dự đạt giải 3, cô Đặng Thị Thuận đạt giải nhất. Nhiều cán bộ quản lý, giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh như cô giáo Hồ Thị Kim, cô giáo Nguyễn Thị Phương, cô Đặng Thị Thuận. Đặc biệt, cô giáo Nguyễn Thị Phương được Bộ Giáo dục tặng bằng khen và vinh danh nhà giáo tiêu biểu năm học 2020-2021. Về chất lượng giáo dục hai mặt, hàng năm, số lượng học sinh huy động ra lớp là 100%. Chỉ tiêu hoàn thành chương trình tiểu học luôn được nâng lên và bền vững. Với mong muốn giáo dục các em học sinh phát triển toàn diện, xây dựng trường học hạnh phúc, trong những năm qua, song song với giáo dục dạy học, công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp luôn được chú trọng.
nhà trường đòi tổ chức nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa mang lại hiệu quả nhất định như cuộc thi, giao lưu tiếng Việt của chúng em cho các bạn học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, các buổi tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, chính trị chủ điểm hàng tháng luôn được nhà trường tổ chức thường xuyên. Các hội thi kể chuyện Bác Hồ, giới thiệu cuốn sách mà em tâm đắc đã được diễn ra trong các buổi sinh hoạt dưới cờ và được các em học sinh tham gia hưởng ứng, mang lại hiệu quả nhất định. Các hoạt động sinh hoạt thể dục thể thao được quan tâm đúng mức. Chính vì thế, nhiều năm qua, trong các giải thể thao học sinh thì môn bóng đá luôn là môn sở trường. Năm học 2006-2007 và 2007-2008, trường đã đạt được cúp vô địch và nhiều năm đạt giải ba toàn đoàn giải thể thao học sinh cấp huyện. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm phát triển phát huy những điểm mạnh của nhà trường, trong những năm tiếp theo, thầy giáo Đoàn Văn Bảy, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ những chiến lược để phát triển giáo dục của nhà trường trong những năm tới. Thì trong những năm qua, trường cũng đã có nhiều cái nỗ lực phấn đấu để đưa nhà trường từng bước phát triển. Về kế hoạch chiến lược trong năm đến thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn từ 2019 đến 2024. Cái thứ nhất về cái phát triển chiến lược đó là về mạng lưới trường lớp. Thì nhà trường đã tham mưu địa phương các ngành là bố trí mạng lưới trường lớp phù hợp với từng địa bàn dân cư để tạo điều kiện thuận lợi cho con em đến trường. Thứ hai về cơ sở vật chất thì cũng từng bước hiện đại hóa về cái các phòng ốc, về trang thiết bị bên trong. Rồi về cái tổ chức các hoạt động dạy và học thì nhà trường nhìn chung là thực hiện đảm bảo theo cái chỉ đạo của ngành cũng như là chỉ đạo chuyên môn của các cấp. Đó là việc thực hiện giảng dạy môn các môn như âm nhạc, kỹ thuật, tin học, ngoại ngữ đều là đến với tất cả các em học sinh, kể cả các em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Và hiện nay thì đối với học sinh thì trường có là 56,7% học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế nên nhà trường đã tích cực tham mưu các cấp để quan tâm đến chế độ chính sách cho học sinh, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Rồi về tổ chức các hoạt động hỗ trợ dạy và học thì nhà trường luôn quan tâm đầu tư đến cái hoạt động đội ngồi dạy lên lớp. Thì hàng năm nhà trường có do cho ban hoạt động ngoài giờ triển khai kế hoạch thực hiện các cái nội dung theo chỉ đạo của các cấp. Nhìn chung thì cơ bản là tốt. Rồi cái mà then chốt đó là công tác trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục, thì nhà trường đã tiếp tục và có cái hướng tham mưu các đầu tư cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ hơn, khang trang hơn, để đến năm 2024 thì trường sẽ đạt mức chất lượng kiểm định mức độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Rồi về cái quan tâm đến đời sống cán bộ giáo viên nhân viên thì nhìn chung trường cũng đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho đội ngũ thầy cô giáo cũng như cán bộ nhân viên trong trường. Bên cạnh đó thì chế độ học sinh cũng được thực hiện đầy đủ và kịp thời ở từng năm học. Cuộc đời mỗi con người đều là một cuộc hành trình rộng lớn thênh thang. Và đối với tôi, một cô học trò nhỏ rụt rè, mới ngày nào còn bỡ ngỡ, được thầy cô dìu dắt tại ngôi trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc này, giờ đây đã là một cô giáo được dạy học, làm việc với chính những thầy cô của mình. Tôi yêu mái trường này và tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì là thế hệ kế cận tiếp nối những truyền thống của nhà trường. Ở đây, tôi nhận được sự dạy dỗ ân cần từ thầy cô giáo, nhận thấy bản thân mình còn rất nhiều điều cần phải tiếp tục học hỏi từ những người thầy, người cô đi trước của mình. Song, có một điều mà tôi luôn tin tưởng rằng, trên chặng đường sắp tới, dưới mái nhà tiểu học Nguyễn Bá Ngọc thân yêu này, tôi sẽ lại viết tiếp những điều tốt đẹp mà bản thân đã từng được trải qua. Vì những tiết học ấm áp, từng hàng cây, từng góc sân trường sẽ cùng tôi và lũ học trò nhỏ đọc lên những cuốn sách hay tại góc thư viện của trường, rồi cười khúc khích
trong những giờ ra chơi thân thiện, hạnh phúc. Tôi lại được nắm tay những cô học trò thân yêu, được dìu dắt, dạy dỗ các em trở thành những con người có ích như sứ mệnh mà xã hội đã giao cho tôi và ngôi trường thân yêu này thực hiện.